Hey, xin chào các bạn, mình là Danity CG. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về một series mới trên channel. Đó chính là Battle Spirit. Như các bạn đã biết thì Battle Spirit được công ty Showa Brand Navi Việt Nam chính thức phát hành tại Việt Nam từ ngày 30 tháng 5 năm 2021. Và mình với tư cách là một người rất thích chơi card game thì không thể nào bỏ qua game này được. Vì thế mình đã lên tìm hiểu và ở trên Shopee đã có rất là nhiều sản phẩm như là các booster set, những cái starter deck rất là nhiều. Nhưng mà khi mình tìm hiểu á, thì mình biết được là cái SD49 với cái tên là His Deck, còn cái tên tiếng Việt là bộ cờ cơ bản, phiên bản bộ cờ của cậu ấy, thì mình sẽ gọi là His Deck hoặc là SD49 cho tiện hay các bạn trong video này nè, là bộ được đánh giá là có cái hiệu ứng đơn giản cũng như là rất là phù hợp với newbie. Thì với cá nhân mình là một người chơi mới tiếp cận với Battle Spirit, vẫn chưa biết gì nhiều về game này, thì mình nghĩ đây là một sản phẩm khởi đầu rất là thích hợp. Vì thế mình đã order và về để review cho các bạn xem đây. Trong những series về Battle Spirit, mình sẽ đứng ở góc nhìn là một người chơi mới đang tiếp cận với game. Vì thế góc nhìn của mình và những cái kiến thức mình đưa đến có thể là một góc nhìn của newbie vẫn chưa rành về cái game này. Vì thế nếu các bạn xem và thấy mình có nói sai về vấn đề gì đó, hoặc là những bạn có muốn góp ý gì thêm, hãy cứ mạnh dạn comment ở bên dưới video của mình, để cho mình nói riêng và những bạn mới chơi, mới gia nhập cộng đồng nói chung có thể cùng nhau hoàn thiện cái kiến thức của mình và có thể phát triển hơn trong các game này nhé. Và trước khi đi vào sản phẩm thì không nên quên chuyện là chạy intro chứ nhỉ. SD49 His Deck là một trong những starter deck được giới thiệu ở trong đợt phát hành 30 tháng 5 này. Ngoài ra còn có những cái starter deck Gundam nhìn rất là đẹp, tuy nhiên thì giá thành mình thấy là đang hơi cao á. Cho nên để thử nghiệm trước, mình sẽ sử dụng sản phẩm này với giá bán là 425.000 một deck ở trên Shopee của Showa Brand Navi Việt Nam. Các bạn có thể lên đặt hàng để được mua hàng chính hãng từ nhà phát hành luôn, nhà phát hành tại Việt Nam luôn nhé. Sản phẩm thì đây là một cái starter deck của Battle Spirit. Các bạn có thể thấy hoàn toàn là chữ Nhật hết. Đây, cái hình ở ngoài tông màu rất là đẹp, màu đỏ và trắng rất nổi ha. Đây là hai nhân vật mà cái deck này xoay quanh, đó chính là Dan và Baron. Theo mình tìm hiểu trên mạng thôi chứ thật ra mình không chưa có coi Battle Spirit, cũng như là mình cũng chưa có mở một bất kỳ một sản phẩm về Battle Spirit nào cả. Cho nên đây sẽ là trải nghiệm rất là thú vị đối với mình đây. Thì để so sánh kích thước với các Structure Deck hoặc Starter Deck khác dành cho newbie, thì ở đây mình có một số cái hộp không của những sản phẩm Structure và Starter của những các game khác mình có tìm hiểu ở trên kênh của mình á. Thì mình sẽ so sánh kích thước của cái Structure Deck này, cái Starter Deck này với những cái deck khác. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh với HQ, những cái HVD. HVD thì nằm ngang như thế này. Các bạn có thể thấy kích thước gần như tương đương với nhau nếu mà đặt chồng lên vậy. Đó. Thì khá là tương đương về cái kích thước. Nhưng mà độ dày thì đương nhiên là Battle Spirit dày hơn rồi. Tiếp theo là một cái game rất quen thuộc trên channel, Yu-Gi-Oh. Đây là Structure Deck Shadow. Các bạn có thể so sánh là kích thước của bên Battle Spirit lớn hơn rất là nhiều so với Structure Deck Shadow. Và về độ dày thì gần như tương đương nhau. Các bạn có thể thấy nó chỉ nhỉnh bên phía Yu-Gi-Oh nó chỉ nhỉnh lên một chút xíu thôi. Các bạn thấy không? Đó. Về một cái game khác mình có ở trên channel và để so sánh thì mình sẽ so sánh cái Deluxe Archon Deck. Đối với bên phía Keyforge thì cái mình cảm thấy là cái Deluxe Archon Deck này á nó sẽ tương đương với cái starter deck này. Tại vì nó có cung cấp một bộ token cũng như là một deck cho một người, là đủ cho một người tham gia vào á. Thì đối với starter deck này cũng vậy, nó cũng là đủ những yếu tố cần thiết cho các bạn tham gia vào Battle Spirit. Thì mình nghĩ so sánh hai cái deck này là hợp lý nhất. Các bạn đã thấy kích thước của Keyforge có thể lớn hơn một chút, độ dày thì như nhau. Đó các bạn, độ dày như nhau. Đó, Keyforge thì lớn hơn một chút. Và cuối cùng là một cái starter deck, một cái starter set rất là to. Đó chính là đây, Bakugan. Các bạn đã thấy là không thể nào so sánh với Bakugan được, rất là bự. Tại vì bên đó thì nó có 3 con Bakugan rồi, rất là nhiều yếu tố khác. Thì đó, đó là so sánh kích thước của cái hộp starter deck này. Nhìn chung thì kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Và thiết kế hộp rất là đẹp các bạn, rất là sắc,
hình ảnh nó rất là sắc nét, cũng như ạt có thể tràn qua bên này. Thì thông thường những cái ạt mà có thể tràn qua bên hông như nè, nếu các bạn có thể đặt thêm một hộp nữa nó ghép vào thì sẽ được full ạt của cái hình này. Phía bên này sẽ cho các bạn biết về thông tin của những kẹt có trong hộp. Mình thì không đọc được tiếng Nhật cho nên mình bó tay. Cái này theo mình biết hình như là rarity có ở trong hộp. Đây là những thông tin kẹt có ở bên trong đó. Mặt sau cũng sẽ giới thiệu những cái sản phẩm bên trong, thì tương giống như những sản phẩm khác, lúc nào cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin cần thiết ở đây. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ mở sản phẩm nhé. Các bạn đã thấy seal rất là chắc, dán keo hai bên này. Hy vọng sẽ không làm hư cái hộp. Đây là lần đầu mình mở cái hộp luôn cho nên cũng chưa biết mở như thế nào là nó ổn nhất đây rồi. Để mình thường muốn giữ nguyên cái hộp đó các bạn. Mình sẽ giữ cái hộp để có thể trưng bày lại. Tại vì thường mấy cái hộp của Structure Deck rất là đẹp. Và đây chính là bên trong sản phẩm. Các bạn có thể thấy là cái deck của các bạn Soul Core và những cái core để các bạn sử dụng á nằm tất cả toàn vẹn trong đây. Và đây chính là cái hướng dẫn chơi cũng như là một cái playmat đơn giản cho các bạn. Các bạn đã thấy cái playmat này ở trên livestream rồi đó, thì nó cũng không quá xa lạ gì nữa đối với các bạn ha. Nay thì Battle Spirit ra mắt cho nên mình sẽ ra mắt trên channel của mình, thì mình sẽ để cho cái feel nó nằm ở đây. Sau là phần luật chơi hoàn toàn bằng tiếng Nhật, cho nên nếu các bạn mà muốn tìm hiểu á, có thể lên trên Wiki, chúng ta sẽ xem bằng tiếng Anh hoặc là có bản Việt hóa trên fanpage Battle Spirit Việt Nam rồi, các bạn cứ theo dõi trên đó nhé. Đây sẽ là cái feel. Thì về cách chơi cơ bản cũng như về cái deck, những cái effect của monster ở trong cái spirit ở trong deck này á, mình sẽ có một video riêng để giới thiệu về cái deck này, những cái thông tin cụ thể về deck này. Còn hôm nay mình chỉ đánh giá về sản phẩm cũng như là chất lượng card, và mình sẽ cố gắng đọc tên card cho các bạn. Thì mình đã có chuẩn bị cái laptop để kế bên đây để đọc, tại vì card này hoàn toàn bằng tiếng Nhật, mình thì không biết đọc tiếng Nhật cho nên phải có một sản phẩm hỗ trợ kế bên, đó chính là laptop. Cho nên lúc mà mình đọc á, mình hơi chậm một xíu, cho nên các bạn sẽ thông cảm cho mình phần đó nhé. Nhìn chung thì sản phẩm được bao bọc rất là kỹ ở trong phần nhựa này, các bạn có thấy đây, và đây là cái phần một cái pack kẹp riêng dán keo chặt vào trong đây. Wow, dán keo chặt quá các bạn ơi. Rồi đầu tiên thì chắc kẹp chúng mình sẽ nói sau nhé, chúng ta sẽ mở bên trong này ra trước. Tôi sẽ nói về những cái bên này, thì đây là một túi core, và đây là lần đầu tiên mình thấy core của Battle Spirit. Theo như thông tin thì mỗi hộp các bạn sẽ có 30 cái core này và một cái soul core là đủ để chơi. Chúng ta sẽ mở ra để xem core nó sẽ như thế nào nhé. Bọc rất là kỹ ha các bạn. Giống như ở bên Keyforge chúng ta đã thấy là trong một cái starter deck chúng ta sẽ có cái một cái token, có những cái token đi chung để các bạn sử dụng trong game. Thì đây chúng ta sẽ có core tương đương với bên đó đó, bên kia Keyforge là những cái token, những cái amber này kia. Chà, hơi cứng rồi các bạn. Và đây là những cái core ở trong hộp. Xin lỗi các bạn là mình phải ngắt video một chút, tại vì mở cái bao bì hơi khó và mình nhận ra là mình mở sai cách cho nên nó khó vậy đó. Chúng ta chỉ có một cái lớp keo mở ra cái thôi mà mình lại mở tè le hết, thì mình phải off một chút để xem cái đó. Và đây là trở lại rồi. Đây là core, các bạn có thể thấy, để nó focus lại một chút khó nha. Đây đây là core, rất là đẹp thôi các bạn, rất là cứng. Core này là một cái tài nguyên chính, mình sẽ nói trong những video sau về core khi mà mình đề cập đến luật chơi. Thì một hộp các bạn sẽ có 30 cái này, đây là tài nguyên chính của các bạn để sử dụng. Ngoài core thường ra chúng ta sẽ có soul core, sẽ để core bên này. Soul core là cái cục đỏ đỏ đây nè. Soul Core này thì mình cũng sẽ đề cập trong cái video sau khi mà mình nói về luật ấy dạ, luật chơi nhé. Soul Core được dán khá là chặt vào đây.
Đây các bạn, Soul Core. Rất là đẹp ha. Cái nền ở giữa màu đỏ, ở bên ngoài là một cái lớp bạc. Nhìn rất là nổi trội. Nó giống như hình ảnh một cái core vậy đó, nhưng mà được viền bạc và có nền đỏ. Gọi là Soul Core. Đây cũng là một yếu tố đặc biệt ở trong game. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong những video tới. Và đây là cái deck chính của các bạn, His Deck. Và một cái pack gồm 5 card. Thì mình sẽ đi qua cái pack này trước, tại vì pack này theo mình biết là cũng không quá quan trọng cho lắm. Đây các bạn, mặt sau của card Battle Spirit rất là đẹp. Chữ BS rất là nổi, viết tắt cho Battle Spirit. Và cái phần này, cái chữ Battle Spirit ẩn này nè, khi mà dưới ánh sáng rất là đẹp ha các bạn. Về cái phần mặt lưng của Battle Spirit mình đánh giá rất là đẹp, và đẹp hơn một số card game thông thường thấy ở Việt Nam. Cho nên các bạn có thể thấy là chất lượng của các game này rất như thế nào rồi nhé. Và đây là mặt trước. Nhìn chung thì card của Battle Spirit cầm vào rất là chắc tay. Độ dày thì bình thường nhưng mà cầm vào rất là chắc tay các bạn. Các bạn nhìn này, rất là chắc. Chất lượng giấy cực kỳ tốt, cầm chắc tay hơn một số card game bình thường chúng ta đang chơi. Thì cũng không quá bất ngờ khi đây sản phẩm trực tiếp từ Nhật Bản qua, thì chất lượng giấy in rất là tốt và rất là cứng. Thì đây là điểm mình rất là thích ở các game Battle Spirit. Chúng ta sẽ có một cái Victory Draw, một cái Rising Draw. Thì mình theo mình biết đó là hai card này không có xài được, tại vì bạn phải là nhân vật chính thì mới xài được. Theo mình biết là như vậy thôi, còn không biết mình biết đúng không. Đặt qua đây nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một Spirit. Thì đối với Spirit các bạn sẽ thấy có chữ S ở đây là đại diện cho Spirit. Và con này có tên là Morgusaurus X. Morgusaurus X nha các bạn. Chúng ta sẽ có 1, 2 và 3 con này. Vị trí này là cái cost để gọi ra nó, và đây là cái giảm cost. Cái này mình cũng sẽ đề cập sau nhé. Đây hình như là tên. Cái này là family. Đây, những cái yếu tố các bạn cần sử dụng ở đây. Mình sẽ có một video riêng về vấn đề này. Chúng ta sẽ có ba con này ở đây. Và đây, cái deck này lúc mà mình cầm đưa dưới ánh đèn này rồi đó, mình đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Tại vì cái con nằm ở trên cùng này có cảm giác nó rất rất là giống với Ultimate Rare của Yu-Gi-Oh, là một rarity mà mình thích nhất. Vì thế mình sẽ nhanh chóng mở cái này ra để được chiêm ngưỡng nó một cách gần nhất. Đây, rất là đẹp ha các bạn. Đây các bạn để dưới ánh sáng rất là nổi, và mình xin phép sờ lên đây để cảm nhận. Và đối các bạn là rất là giống với Ultimate Rare của Yu-Gi-Oh, và đó là rarity mình thích nhất và đang sưu tầm. Vì thế đây chắc chắn sẽ vào album nằm rồi đó. Và trước hết là chúng ta phải build, phải có giới thiệu cái deck này trong video lần tới để các bạn biết được deck này làm như thế nào nhé. Thì về phần hiệu ứng của những cái card này á, nó đã có ở trên cái trang fanpage Battle Spirit Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp ở trên đó để biết được về hiệu ứng. Với cái deck này thì nó theo cái chủ đề là 12 cung hoàng đạo, cho nên là sẽ xuất hiện những cái concept cũng như là tên á có liên quan đến 12 cung hoàng đạo các bạn. Đối với card của Battle Spirit, chúng ta có thể biết được rarity của nó dựa trên cái ống ánh này là một, nếu các bạn nào đã quen rồi đó. Còn nếu các bạn nào chưa quen thì giống như mình á, thì sẽ nhìn vào cái góc ở dưới này. Hôm nay máy quay hơi khó focus nha các bạn. Đây, đó. Ở dưới góc này chúng ta có chữ X. X này chính là X-Rare, một loại rarity ở trong Battle Spirit. Con này có tên là The Crimson Moon Dragon Strike Sigbum Sagitta. Sagitta thì là cung nhân mã các bạn, và cũng là cung của mình. Thì con này đại diện cho cung nhân mã, và hình như là boss của deck này luôn, cho nên là các bạn có thể thấy hình nó ở trên deck. Và chúng ta sẽ có hai con rất là tuyệt vời các bạn, rất là giống Ultimate Rare và card rất là cứng. Ultimate Rare của Yu-Gi-Oh thì cái phần ạc, những cái phần mà được đánh Ultimate lên á, nó sẽ bị mỏng hơn so với những card khác. Tuy nhiên đối với Battle Spirit thì hoàn toàn không có xảy ra hiện tượng đó, card vẫn dày y như những card khác thôi. Chúng ta sẽ có hai
con này X-ray. Tiếp theo đó chính là Mobile Scorpio Scorpium. Con này nghe tên các bạn đâu biết là thuộc về cung thiên yết, cái tên nghe là toàn là bò cạp không rồi ha. Đây đây cũng là một cái X-ray rất là đẹp, nhám nhám sờ vào rất là đã các bạn. Các bạn có thể cảm nhận được từng đường vân ở đây. Chúng ta sẽ có wow hai luôn à, tuyệt vời. Tiếp theo wow, đây chính là The Astral God of Light Zodiac Remuria. Con này hình như là chung chung thôi, nó các bạn thấy có thể thấy những cái ký hiệu của cung hoàng đạo ở đây. Con này thì có liên quan tới Soul Core này các bạn, nên các bạn sẽ thấy cái hình của Soul Core ở đây. Để khi nào mình tìm hiểu được kỹ lưỡng hơn về những cái yếu tố trên cạp, mình sẽ có một video giới thiệu trực tiếp cho các bạn về những cái này. Chúng ta sẽ có hai con này. Tiếp theo là một lá tên là, các bạn chờ mình một chút nhé, tên là The Galaxian Grand Walker Apollo. Con này là một Nexus đối với bên bên Battle Spirit á. Nexus tương đương với lại Field Spell của bên Yu-Gi-Oh, nó dạng dạng vậy á. Nó giống như một cái Field Spell hoặc là Continuous Spell á. Thì đây là một Nexus cũng thuộc dạng X-ray. Mình rất có cảm tình với cái X-ray này của bên Battle Spirit đó các bạn, rất là giống Ultimate Rare của Yu-Gi-Oh. Và quan trọng là nó cả cái hình này nó đều được như vậy luôn. Chúng ta sẽ có hai. Tiếp theo là một lá Master Rare, có chữ M đó các bạn, Master Rare. Con này là tên là The Chosen Explorer Alex. Các bạn. Master Rare nhìn thì không có gì đặc sắc lắm thôi các bạn, nó chỉ là một cạc toàn bộ là foil hết luôn. Thế các bạn không có cảm giác gì ở trên này, không có gì bị sần lên hết. Đây là Master Rare. Thì mình vẫn chưa có thấy những cái rarity khác cho nên mình cũng chưa phân biệt được là Master Rare sẽ khác những cái rarity khác như thế nào. Nhưng mà nhìn chung là nó sẽ như thế này đây. Sẽ có hai. Đây cũng là Master Rare. Con này là Lance of the 12 Star Zodiac Lancer. Đấy, bạn cầm một cây giáo rất là to, Lancer mà, phải cầm cây giáo to thiệt to như thế này. Master Rare, rất là đẹp. Cái lượng rare, cái lượng mà foil ở trong deck này mình cảm thấy rất là nhiều các bạn. Cái cho một deck rất là nhiều foil. Và với một người vừa sưu tầm mà vừa chơi như mình thì nhiều foil thì mình thích à. Đơn giản là như vậy thôi. Đây là một lá rare. Thì như các bạn thấy thì rare hình như là nó sẽ có một cái text box ở đây, nó màu trắng, cái phần text này màu trắng. So với Master Rare thì nó sẽ là full hình như vậy luôn. Còn đối với Rare nó sẽ như thế này, nó vẫn có ống ánh nhưng mà cái phần text box này nó sẽ che một phần ở dưới này. Con này nhìn qua chưa kịp đọc tên các bạn cũng đã biết được nó là cung song ngư rồi ha. Nhưng mà để biết được nó là ai, chúng ta sẽ đọc tên. Nó chính là The Armored Twin Fish Pisces Ops 2. Con này thì đại diện cho song ngư. Ở đây hình như là có một cái hình của song ngư luôn hay sao á. Cái hoàng đạo này mình không có rõ lắm, mình chỉ biết chỉnh cái tên thôi các bạn. Nó sẽ có một hai con rồi, con này hai như thế này kiểu là song tử nè. Con này rất đẹp nha các bạn, viền màu trắng nhìn như mã bạc vậy. Con này tên là The Steel Twin Warrior Gemini Cost. Con này chắc chắn là song tử rồi, có tử Gemini. Đây hai chiến binh như thế này rất là đẹp. Con này cũng có liên quan tới Soul Call nè các bạn. Mình sẽ đề cập về hiệu ứng sau nhé, còn có một video khác. Tại vì nếu mà mình đề cập tới hiệu ứng nữa thì hôm nay video này sẽ rất là dài. Tiếp theo là những lá common, đây là common các bạn. Common thì tương tự như năm cái lá đầu tiên mình giới thiệu các bạn rồi. Con này là The Water Bearer Dragon, Awarija Dragon. Con này thì nó ôm một cái bình nước, tượng trưng cho bảo bình. Đây, viền màu đỏ. Nó sẽ có một hai và ba. Đối với bên Battle Spirit, một lá các bạn sẽ có được tối đa 3 copy ở trong deck,
trừ trường hợp nằm trên ban list thôi, thì nó khá giống với tỷ lệ của Yu-Gi-Oh. Vì thế rất là thoải mái cho mình khi mà build deck, tại vì mình đã quen với tỷ lệ 3 copy rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có con này khá là giống cua, nó có cái càng nè. Thì tên nó là The Armored Crab Dragon, Cancer Dragon. Cancer chính là cự giải các bạn. The common. Chúng ta sẽ có 1, 2 và 3 cự giải. Tiếp theo là The 12 Zodiac of the Heavenly Star, Lightning Beast, Drag Taurus. Con này Taurus chính là kim ngưu. Các bạn thấy con trâu sừng vàng nè, kim ngưu. Đây có hình ảnh của nó dưới đây đây, cái chòm sao. Chúng ta sẽ có hai kim ngưu. Tiếp theo là The 12 Zodiac of the Heavenly Star, Demon Star, Stengoryu. Con này thì hình như là ma kết. Nếu mà theo cái hình dạng dưới đây là ma kết nè các bạn. Màu tím. Rất là đẹp ha. Chúng ta sẽ có 1, 2, 2 ma kết. Tiếp theo là The 12 Zodiac of the Heavenly Star, Three Beasts, Sephiroth Ship. Ship con cừu chắc chắn là Bạch Dương rồi các bạn. Đây là Bạch Dương. Chúng ta sẽ có hai Bạch Dương. Wow, con này rất là đẹp ha các bạn. Con này rất là sư tử, thì con này chắc là cung sư tử nè. Con này tên là The 12 Zodiac of the Heavenly Star, Ice Beast, Leozard. Rồi, sư tử chắc luôn các bạn. Đây là cung sư tử. Hai con. Tiếp theo là một cô gái thì mình nghĩ là xử nữ rồi. Tên là The 12 Zodiac of the Heavenly Star, Light Princess Virginia. Chúng ta sẽ có hai xử nữ. Wow, con này rất là ngầu các bạn. Con này sẽ là The 12 Zodiac of the Heavenly Star, Earth Soldier, Libra Eva. Libra là thiên bình ha các bạn. Thì đây là đại diện cho thiên bình. Chúng ta sẽ có hai thiên bình. Và đó là toàn bộ Spirit ở trong deck này. Spirit là dạng giống như Monster của Yu-Gi-Oh và các bạn. Nó là những cái con chính để tham gia chiến đấu, để tham gia vào các trận đánh của các bạn. Thì để hỗ trợ cho trận đánh, chúng ta sẽ có những Magic. Magic thì tương đương với spell card của Yu-Gi-Oh các bạn. Đây là Magic, tên là Sagitonova Arrow. Các bạn có thể thấy Sagitonova Arrow. Cái này là cung nhân mã thường cầm cái cung á, cho nên là sẽ là arrow thôi. Ở đây có một ký hiệu này là flash. Thì flash là như thế nào mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những video sau nhé. Chúng ta sẽ có ba cái này. Và hình như cuối cùng rồi đúng không? Chưa. Chúng ta sẽ có ba lá này là Cancer Shell. Cancer là cung cự giải, là con cua. Thì con cua sẽ có một lớp vỏ thì nó sẽ thông qua là Cancer Shell. Chúng ta sẽ có hai cái icon này, một cái là flash, một cái này hình như là main. Thì spell này có thể, cái magic này có thể sử dụng trong cả main và trong hình như là damage. Dạng như battle phase vậy các bạn, mình chưa có rành về cái rune lắm. Mình sẽ có ba cái này và cuối cùng là một lá ghi là 90 point battle spirit. Này các bạn. Mình cũng không biết lá này có công dụng gì nhưng mà nó là nằm ở cuối. Nó khá là khác so với những cái kẹt. Thay vì các kẹt các bạn có thể cầm là giấy, nhưng cái này nó là dạng nhựa rất là mỏng các bạn này không? Uống một cái rất là khác. Thì mình cũng chưa biết công dụng của lá này là như thế nào, nhưng mà nó có 90 điểm thì chắc có thể liên quan đến những cái trang web như thế này. Mình sẽ tìm hiểu thêm nhé. Rồi và đó là toàn bộ kẹt ở bên trong cái SD49 His Deck, hay với cái tên là bộ cờ cơ bản, bộ cờ của cậu ấy. Nhìn chung theo mình đánh giá thì Battle Spirit, cái starter deck này rất là đẹp. Các bạn có thể thấy cái lượng foil nó sẽ rất là nhiều. Các bạn có thể thấy rất là nhiều X-Rare, Master Rare, rồi tới Rare nữa. Cả foil rất là nhiều hơn các bạn. Thì đây là một điểm mà mình cảm thấy rất là thú vị. Điều thứ hai đó chính là khi mà cái deck này mở ra, các bạn có thể thấy cái tỷ lệ card á là 3 hoặc là 2, thì nó vừa đủ cho bạn có thể ráp thành một deck hoàn chỉnh, một deck 40 card để chơi. Thì giới hạn của bên phía Battle Spirit á là
40 cạc tối thiểu, không có chặn trên. Thì mở ra một cái deck này, các bạn có thể hoàn toàn sử dụng rồi. Có thể tham gia bắt đầu chơi thì mình sẽ tham gia vào Battle Spirit với chính cái deck này. Và mình sẽ thử nghiệm xem cái lối chơi của deck như thế nào. Và từ đó nâng cấp thông qua những cái booster set mà mình có thể tìm được liên quan tới deck này. Thì video kế tiếp của mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ lưỡng hơn về phần luật chơi cũng như là những yếu tố trên card, hướng dẫn các bạn cách đọc card. Và mình sẽ có dành hẳn một video dành cho cái deck này. Đó chính là video nói về hiệu ứng. Tại vì bản thân mình hiện nay vẫn chưa có rành về ruling cũng như là những cái yếu tố trong game á. Thì sau khi mình tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, mình sẽ đến với các bạn bằng một video khác đầy đủ thông tin hơn để giúp các bạn có thể tham khảo một cách chân thực hơn. Khi mà các bạn đọc không hiểu thì hy vọng video của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tham gia vào game Battle Spirit. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Đây là những gì mình muốn giới thiệu cho các bạn về Battle Spirit. Video đầu tiên của mình về card game này đó chính là sản phẩm Starter Deck SD49. Cá nhân mình đánh giá 425.000 cho một cái sản phẩm như thế này thì rất là hợp lý. Khi mà các bạn có thể mở ra và sử dụng deck này chơi luôn một cách, nói chung là các bạn chưa cần phải bổ sung gì nhiều, theo mình đánh giá là như vậy, tại vì nó cho các bạn đủ lượng cạc cũng như tỷ lệ khá là ổn rồi. Còn sau này mình test deck lại thì nó như thế nào thì đó thì chúng ta sẽ tùy chỉnh thôi. Và hy vọng các bạn ủng hộ mình trong cái series Battle Spirit này để mình có thể giới thiệu cho các bạn cũng như là cùng nhau tìm hiểu về các game này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần tới.